dẫn cho tất cả anh em tham gia dự án Siri Swap. Để tham gia dự án, các bạn lấy chiếc phần link mô tả và bấm nút start để chat chatbot. Rồi nhiệm vụ khá là đơn giản, các bạn ra đây thì các bạn vào xem website của nó các bạn, rồi bạn xem xong các bạn bấm continue nữa các bạn. Rồi các bạn join nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join hai kênh Zalo. Rồi từ K3 cân cho kênh thứ hai của nó nè. Rồi bạn bắt đập đó nha bạn. Không bao lâu thì quên thôi. Bạn bấm vào phần. Rồi lót chút nữa bạn. Rồi nè. Sáng máy chạy vòng ra. Rồi các bạn like dán các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên cái này. Chết làm cái lưng. Rồi các bạn bắt đập lên nha bạn. Con lát. Rồi các bạn gửi địa chỉ giấy ha. Ghi bên giấy chocolate MetaMask nha. Không nên dùng giấy sàn nữa các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ giấy nè. Rồi các bạn chờ chút mở giấy nha bạn. Mở lâu rồi. À thiệt. Rồi mở máy địa chỉ giấy hết mà gửi cho bot. Các bạn. Các bot phản hồi các bạn. Rồi các bạn điền này chỉ username thay word các bạn. Các bạn mở thay word mình ra. Cộng win. Đây là H9. Rồi bạn gửi cho bot các bạn. Rồi bạn lướt cấp trang các bạn. M3K các bạn. Cấp trang gì khó giải trưởng thiệt. T I F là gì khó một cái. Rồi giờ chờ bot chút các bạn. Rồi bấm vào menu. Rồi bấm vào các bạn đi nhận tục càng không các bạn. Bấm CFB các bạn. Rồi bấm get link. Lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Mỗi một lượt ghép khoảng 20 CFB bằng 20 đô. Tại nó nói vậy thôi các bạn, chứ dễ gì được các bạn. Các bạn bấm vào withdraw. Mấy tháng mấy các bạn. Rồi nữa con bot này bạn có thể rút tiền vào ngày 15 tháng 11 các bạn. Các bạn bấm vào một profile để kiểm tra. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn gửi lại comment dưới. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo nha. Những cái video nào mình có để mình biết ngày tháng thì mình để trên cái màn hình video. Các bạn nhớ vào ngày đó mà mình kiểm tra con bot để có gì các bạn cho mình hay hoặc là ấy các bạn, tại vì mình làm nhiều dán quá đôi khi nó bị sơ sót cập nhật không rút tiền không hết các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.